Không may mắn được thừa kế những gia sản cách xù hay là con cháu trong những gia đình danh giá, nhiều tỷ phú Việt Nam vẫn cố gắng vươn lên làm giàu từ chính đôi bàn tay trắng khiến bao người khâm phục. Để có được cơ ngơi đồ sộ như ngày hôm nay, có người đã phải trải qua những năm tháng chạy xe 20 km chỉ để kiếm 100.000 đồng, bốc vác con heo 70 kg trên chiếc xe thồ, đổi lấy một chút đồng lãi, ngày ngày mưu sinh kiếm sống từ trong nước ra tới hải ngoại. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú tìm hiểu xem hai vị đại gia này là ai và họ đã làm gì để từ không có gì xây dựng nên cơ đồ nghìn tỷ nhé. Một, đại gia buôn lợn ở Hải Dương tuyên bố không cho các con thừa kế. Đại gia buôn lợn Nguyễn Văn Chiến từng gây chú ý khi đăng tải video chia sẻ dự định đem hết gia sản đi thiện nguyện, không để các con thừa kế. Quan điểm của anh Chiến là chỉ cho kiến thức, dạy dỗ tử tế thành người, sau này con có tài buôn bán thì mình định hướng tư duy cho các con tự phát triển. Xây dựng cơ đồ từ việc buôn lợn. Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1977 ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ít ai biết, để có được khối tài sản khủng như hôm nay, vị đại gia này đã phải trải qua quãng thời gian vất vả, đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh Chiến là con đầu trong một gia đình không mấy khá giả, có mẹ làm nghề mổ lợn, bố làm nghề buôn lợn đường dài. Học hết lớp 6, anh Chiến quyết định bỏ học theo mẹ bán thịt lợn. Biết ý định của con trai, bố anh Chiến đánh con lên bờ xuống ruộng, mẹ thì khóc suốt. Cuối cùng, họ không thay đổi được mong muốn của anh nên đành chiều lòng con. 14 tuổi anh đã tự đi bắt lợn, chở con lợn nặng đến 60-70 cân trên một chiếc xe thồ. Về sau thấy trực tiếp mổ lợn vất vả mà lời lãi chẳng được bao nhiêu nên anh quyết định chuyển sang buôn lợn. Ban đầu anh mua ở các làng, xã 5-7 con một lần rồi thuê xe bò trở về gọi người khác đến bán lại. Xã hội tiến lên, các trại lớn mở ra mỗi lúc một nhiều, anh lại mua lợn của các trại, công ty, tập đoàn chuyển đi lò mổ, các vùng miền rồi xuất sang cả Trung Quốc. Thế nhưng con đường kinh doanh không hề thuận lợi chút nào, do dịch bệnh thị trường giá lợn lên xuống bất thường, khiến anh Chiến nhiều lần thua lỗ, thậm chí có thời điểm trắng tay. Lúc còn nhỏ do có tính hiếu thắng, vốn có ít nhưng tôi lại thích buôn nhiều lợn nên gặp rủi ro thua lỗ trắng tay. Tôi nhớ nhất là lần gặp anh Thắng, em Phương, anh Thép của tập đoàn Chibi đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Ba người anh em khi đó họ đang là trưởng phòng, phó phòng của tập đoàn, đi tìm những khách hàng tiềm năng. Thời điểm đó tôi có tiềm lực thật nhưng lại không có tiền bạc, mà các công ty tư bản nước ngoài không bao giờ bán chịu, mua chịu. Nên sau đó ba người phải đứng ra bảo lãnh cho tôi. Nếu tôi không thể trả số tiền này, họ sẽ là người đứng ra chịu giúp. Anh Chiến tâm sự. Trải qua nhiều lần khó khăn tưởng chừng như mất tất cả, anh Chiến vẫn không bỏ cuộc. Hiện nay, vị đại gia này đang tạo công ăn việc làm cho gần 100 công nhân làm việc, buôn khoảng 3.000 con lợn mỗi ngày với những bãi lợn trung chuyển ở Hải Phòng và miền Nam. Nếu ở miền Nam giá lợn lên cao, tôi sẽ gom lợn ở ngoài Bắc mang đi bán. Nếu miền Bắc đắt, tôi lại gom lợn ở miền Nam mang đến. Mười mấy năm nay tôi đều làm như vậy, người ta phải tính toán lãi đủ trên mỗi đầu lợn mới buôn, còn tôi lấy số lượng làm lãi, Nguyễn Văn Chiến cho biết. Biệt phủ trưng dàn siêu xe dát vàng trăm tỷ. Sau nhiều năm làm kinh doanh, Nguyễn Văn Chiến đã tích lũy khối tài sản khủng. Đại gia buôn lợn cũng từng trở thành tâm điểm vào năm 2022 khi tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Buổi tiệc diễn ra ngoài trời trong khuôn viên sân vườn rộng lên đến vài nghìn mét vuông, quy tụ hàng trăm khách tham dự cùng dàn ca sĩ biểu diễn góp vui như ca sĩ Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn, Dương Ngọc Thái, Tố Mi, Quang Hà, Khánh Phương, Giang Hồng Ngọc. Tổng cộng có 2 buổi biểu diễn, một đêm là hát trong tiệc mừng và một đêm là buổi biểu diễn miễn phí phục vụ bà con quê hương. Người ta không khỏi mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến dàn siêu xe hội tụ tại khuôn viên tổ hợp lâu đài biệt thự của vị đại gia. Hiện anh Chiến đang sử dụng 30 ô tô các loại như Rolls-Royce Phantom, Land Rover Range Rover, Porsche Panamera, Mercedes-Benz S-Class, Bentley Continental Flying Spur, Lexus LS và BMW 4 Series. Các chi tiết trên xe đều được mạ vàng 24 carat, chỉ riêng số tiền cho việc dát vàng đã là 1 tỷ đồng. Do bản thân tuổi Tỵ nên các xe anh đều mạ vàng một con rắn, trong đó có 15 chiếc xe tứ quý và 15 chiếc xe biển thường. Tôi thích biển tứ quý, người ta cứ gọi tôi là đại gia nhưng tôi không công nhận là đại gia. Tôi sống ở đây gắn liền với bà con hàng xóm, ai vào nhà tôi chơi cũng được, không cần hỏi chủ. Choáng ngợp hơn cả là khuôn viên riêng tư rộng lớn này mọc lên tòa lâu đài nguy nga và một vài căn biệt thự. Điểm chung giữa các lâu đài và biệt thự này là đều được gia chủ dát vàng bên ngoài. Trong khuôn viên của biệt thự còn có mô hình trực thăng, du thuyền, bể bơi, bể cá koi và cá hải tượng vô cùng hoành tráng. Bỏ ra số tiền lớn để tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vị đại gia buôn lợn cho biết anh không hề thích đánh bóng tên tuổi mà chỉ đơn thuần muốn bù đắp những vất vả của vợ. Anh Chiến đã từng có một đời vợ, tuy nhiên chỉ sống được 3 năm thì vợ chồng không hợp nhau, vợ bỏ đi, anh ở nhà nuôi con. Hơn một năm sau anh gặp được người vợ bây giờ, vì vậy nên gia đình vợ từng không đồng ý cho hai người đến với nhau, nhưng vợ anh vẫn quyết theo anh mà không cần cưới xin. Nhân dịp kỷ niệm vợ chồng chung sống với nhau được 15 năm, tôi muốn tổ chức tri ân cho vợ, cô ấy đồng cam cộng khổ với tôi từ lúc tay trắng. Anh Chiến kể, hồi mới cưới còn khó khăn, hai vợ chồng tôi phải ở chung với bố mẹ.
chúng tôi phải dậy làm việc từ 1-2 giờ sáng, có thời gian làm việc suốt ngày đêm, thường xuyên làm tới 12 giờ mỗi ngày. Công việc bận rộn khiến vợ anh không có cả thời gian chi tiêu sắm sửa cho bản thân, không có thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống như vợ các đại gia khác. Song chính vì sự tần tảo, chịu thương chịu khó của người vợ Tào Khang đã thôi thúc anh Chiến bù đắp cho vợ bằng lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới xứng đáng. Ngoài vợ mình, anh Chiến cũng đã nhân dịp này để tổ chức tri ân đến 3 người là anh Thép, anh Thắng và em Phương, những người đã giúp đỡ anh từ khi khởi nghiệp. Lời tuyên bố đem hết tài sản đi từ thiện. Khi nói về khuôn viên tư gia rộng hàng nghìn mét vuông, anh Chiến cho hay anh muốn làm việc gì có ích cho gia đình và xã hội. Khi đã thành công, tôi muốn làm một cái gì cho gia đình mình vì tôi nghĩ tôi được như thế cũng nhờ hồng phúc tổ tiên. Ngoài ra tôi cũng muốn làm gì cho xã hội nên trở về sinh sống tại quê để giúp đỡ người dân, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ đáy lòng. Về việc dạy con, Nguyễn Văn Chiến cho rằng nếu chỉ cho con nhà cửa đất đai mà không có kiến thức, không biết cách giữ thì sớm muộn cũng sẽ trắng tay. Con trai cả của đại gia này du học Úc từ sớm để trải nghiệm nhiều hơn, làm công việc rửa bát cho các nhà hàng, còn hai con trai còn lại cũng được gửi đi làm thêm trong dịp nghỉ hè. Trước khi con trai cả đi du học, anh Chiến dặn dò con, nếu trước đây ông bà nội có của cho bố thì chắc chắn bố không bao giờ có được ngày hôm nay. Bố sẽ ỉ lại, trải qua những vấp ngã bố mới thành công như bây giờ. Con nên nhớ, đàn ông hãy tự làm mà ăn, đừng dựa vào người khác vì sau này con sẽ là người đàn ông trụ cột gia đình. Bố chỉ có tư duy đường hướng cho các con, đàn ông phải đứng bằng đúng đôi chân của mình. Những người dân ở quê anh Chiến cho biết, dù giàu có sở hữu siêu xe, nhưng họ thường thấy anh đi xe đạp điện, sáng ra quán ăn bát phở 25.000 đồng, gặp ai cũng niềm nở chào hỏi. Dịch Covid vừa qua, anh còn tặng mỗi nhà trong làng 1 đến 2 con lợn để thịt. Ngoài ra, anh Chiến cũng tích cực làm thiện nguyện, song đều từ chối cấp giấy khen vì không muốn ghi danh. 2. Nữ đại gia Hà Tĩnh đập nguyên căn nhà 137 tỷ vì không hợp phong thủy. Nổi lên từ đám cưới triệu đô của con trai năm 2012, nhà nghìn mét vuông, siêu xe 40 tỷ, nhà 137 tỷ, đội gần cả kg vàng trên đầu trong chiếc vương miện đã giúp cho cái tên nữ đại gia Hương Sơn, Nguyễn Thị Liễu ngày càng nổi tiếng hơn. Lúc mới được biết đến, Nguyễn Thị Liễu có gu ăn mặc như bao nhiêu người mẹ bình thường khác, nhẹ nhàng, không trang điểm, vẻ đẹp của một người phụ nữ xưa. Kiếm tiền từ năm 11 tuổi. Theo lời kể của bà Liễu, bà đã trải qua những năm tháng tuổi thơ trong cảnh nghèo khó. Bố mẹ bà đều là Việt Kiều, bố gốc Lào còn mẹ gốc Thái. Bà được sinh ra tại Thái Lan, sau đó chuyển về Việt Nam, sinh sống trong một xóm nghèo của tỉnh Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nữ đại gia phố núi kể, tôi tự kiếm tiền từ năm 11 tuổi, nửa buổi đi học, nửa buổi đi bán hàng, chắt chiu từng đồng gửi mẹ. Năm 16 tuổi tôi vào Sài Gòn học cắt may ở một xưởng may của chú. Chỉ nhìn chú cắt quần một lần là tôi làm theo được. Tôi may mắn có khiếu may vá, khéo tay từ gen của bố. Đến bây giờ tôi vẫn tự thiết kế trang phục cho mình và con gái tôi cũng thừa hưởng gen này. Năm 17 tuổi bà Liễu trở về quê, mở cửa hàng cắt may và dạy may. Nổi tiếng ở xóm nghèo từ đó nhưng máu đi buôn lại trỗi dậy. 25 tuổi bà bắt đầu sang Lào mua hàng về bán. Tôi không biết tiếng, thấy người ta làm được thì mình cũng làm được và thế là đi. Lúc đi tôi không có tiền. Tôi nhớ mãi số vốn đầu tiên chỉ có 500.000 kíp tiền Lào, tức hơn 7,5 triệu tiền Việt thời đó. Tôi mua các vật dụng về bán, tôi cũng thấy mình có duyên và may mắn, vì đi đâu cũng được giúp đỡ, bà Liễu nhớ lại. Đó là năm 1995. 2 năm sau, có chút vốn và có tiếng làm quen, bà sang Thái Lan cùng bạn bè kinh doanh bất động sản. Họ xây nhà liền kề ở Thái Lan bán, có lời, rồi mở rộng thị trường sang Malaysia, Singapore, đầu tư và xây dựng công trình khách sạn. Ở các nước Áo, Đức tiệp hồi đó, nhận thấy kinh doanh quần áo Trung Quốc rất tốt nên bà quyết định nhập quần áo Trung Quốc bán vào thị trường này. Bà mua các đồ điện máy móc đã qua sử dụng bán sang Thái Lan và xuất khẩu gạo từ Thái Lan sang Nigeria. Hỏi bí quyết thành công ở thị trường đa quốc gia là gì, bà Liễu cho rằng phải thật thà trong kinh doanh, không thật khó làm ăn lắm. Trước đây, để thực hiện mơ ước xây nhà, tôi đi làm từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, đi 20 km chỉ để kiếm được 100.000 đồng, bà kể. Không chỉ có tuổi thơ nghèo khó, trải qua những tháng ngày khởi nghiệp khó khăn, đến khi lấy chồng, bà Liễu cũng phải sống trong những tháng ngày cơ cực. Theo báo Tri Thức Trẻ, bà Liễu kết hôn khá sớm và sinh được 2 người con, nhưng cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc khi người chồng lao vào lô đề nên vỡ nợ, khi bị nợ nần chồng chất. Có những lúc bà phải trốn đi biệt tăm vì đo nợ quá nhiều. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bà Liễu là một trong số những đại gia giàu có nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa ngành xuất nhập khẩu. Hiện nay, bà không hoạt động chính tại Việt Nam mà chủ yếu kinh doanh tại nước ngoài. Các hoạt động kinh doanh trong nước của bà thì chỉ tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Siêu đám cưới làm nên tên tuổi. Cái tên Nguyễn Thị Liễu được dư luận biết đến sau đám cưới hoành tráng của con trai bà được tổ chức tại quê nghèo Hà Tĩnh với sự góp mặt của gần 4.000 người và hàng loạt siêu xe tham gia hộ tống. Gây tắc nghẽn giao thông quốc lộ 8A, đám cưới này được chuẩn bị ròng rã suốt một năm với lượng khách trong và ngoài nước lên đến vài ngàn. Bên cạnh đó phải kể đến màn rước dâu vô cùng hoành tráng với hàng chục siêu xe. Đặc biệt, những ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê cũng xuất hiện tại đám cưới.
Chia sẻ trên báo chí, nữ đại gia xinh đẹp cho biết bà chi khoảng 2,5 tỷ đồng cho 4.000 khách mời. Chia sẻ với báo chí, bà Liễu cho biết dàn siêu xe trong đám cưới phần lớn là đồ đi mượn. Thực ra những chiếc xe ấy là của bạn bè, anh em họ hàng, chứ thực tế chỉ có chiếc Ferrari California tôi mua tặng cho con trước lúc cưới. Còn chiếc xe Rolls-Royce là phương tiện đi lại thường ngày mà tôi sắm từ lâu. Nhiều người đồn rằng tôi bỏ ra 60.000 đô để đi thuê các ca sĩ về hát phục vụ cho đám cưới con, nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ đến vì mối quan hệ quen biết, chứ nói thuê về hát thì không bao giờ họ về, bởi đường xá xa xôi và lại danh tiếng của họ còn lớn hơn gấp nghìn lần số tiền mà một số người nghĩ. Quả thật, bà Liễu còn thường xuyên công khai mối quan hệ thân thiết với quý cô hàng hiệu Lý Nhã Kỳ, á hậu quý bà thế giới 2011 Thu Hương, hay trở thành tâm điểm khi đem siêu xe đi đón cậu em Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, khá nhiều người đặt ra nghi vấn rằng siêu đám cưới ở Hà Tĩnh này phải ngốn tới 50 tỷ. Riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỷ, thuê riêng bộ phận rửa bát đĩa cũng gần 30 triệu đồng. Tiệc cưới có trên 300 mâm, bình quân mỗi mâm 6 triệu đồng, chủ yếu là hải sản, dịch vụ cũng thuê hẳn một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào. Số tư trang cho cô dâu chú rể cũng đã lên tới 60 cây vàng. Trong đó, chiếc xe rước dâu Ferrari trị giá trên 10 tỷ đồng chính là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai. Năm 2013, bà Liễu mua lại công trình nổi tiếng tại số 79 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, nằm trên khuôn viên rộng hơn 200m2 tại mặt tiền một phố nội đô thuộc khu vực Đất Vàng với giá khoảng 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi công trình về tay, nữ đại gia quyết định đập bỏ để xây lại toàn bộ công trình theo ý muốn và hợp phong thủy. Nữ đại gia phố núi giờ đây thường xuyên tham dự các sự kiện của làng giải trí. Bà nhận được nhiều lời mời đóng phim quảng cáo và chụp hình quảng cáo trong một số nhãn hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc và Nhật Bản, thực phẩm chức năng làm đẹp, một số nhãn hiệu thời trang, cũng như làm đại sứ dự án cho một dự án phim điện ảnh. Trong một sự kiện giới thiệu dự án điện ảnh vào năm 2014, đại gia phố núi diện đầm dạ hội lấp lánh, khoe vẻ sành điệu không thua kém gì các sao Việt có mặt trong sự kiện. Tại đây, bà Liễu được ông bầu Trung Minh trao vương miện đại sứ được làm từ vàng 18 carat, nặng 0,7 kg và đính hàng trăm viên đá. Chưa cho con nối cơ nghiệp đồ sộ, cậu con trai cả đã 26 tuổi nhưng vẫn đi theo làm phiên dịch cho mẹ. Nữ đại gia cho biết, khi nào mẹ xuống con sẽ lên, tôi đợi con tròn 30 tuổi, trưởng thành, chững chạc hơn mới cho kế nghiệp mình. Bà luôn dặn con sống với bạn phải chân thành, không được sống ích kỷ, thấy người hơn mình thì phải học, không ghen ăn tức ở, tiền chưa làm ra thì không được sống phung phí, hoành tráng và cũng không được sai việc người ở. Nữ đại gia phố núi bảo, tôi vẫn kể con nghe những câu chuyện tôi giúp người khác để con học theo. Bà Liễu nhớ ngày mới bắt đầu kinh doanh, gặp một người già đang vác củi ở giữa cửa khẩu cầu treo giữa trời lạnh rất thương tâm. Ông không có giấy tờ, bị phạt 30.000 kíp, cũng không có tiền nộp phạt nên phải đi vác củi thuê. Dù trong túi chỉ có 21.000 kíp, bà vay mượn bạn bè xin nộp phạt giúp ông. Bạn bè đi cùng tôi nói tôi bị điên, không có tiền còn đi giúp người khác. Còn ông mừng rơi nước mắt nói ông không nghĩ lại có người giúp đỡ dễ dàng như vậy. Ông bảo tên Hải, nhà ở Lê Mau, thành phố Vinh. Từ năm 1996 đến nay tôi rất muốn gặp lại ông, bà Liễu kể. Những ồn ào đến rồi qua đi cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn của nữ đại gia. Bà Liễu vẫn kinh doanh và làm việc thiện như những năm qua. Bà cho biết làm việc thiện không qua tổ chức nào. Khi đọc báo thấy có những mảnh đời bất hạnh, bà thường gửi tiền ủng hộ trực tiếp. Khi thì làm sổ tiết kiệm cho người cần giúp. Thời gian trôi qua, con cái đã lớn cũng đi lập gia đình. Sự cô đơn trong lòng thôi thúc bà đi tìm một nửa riêng cho mình để tựa vào. Nhiều lúc bà cảm thấy buồn vì không lẽ mình giàu, mình nổi tiếng thì không được có bạn bình thường. Bà chia sẻ tại sao họ gần mình làm một số người nghĩ là lợi dụng. Chủ yếu người ta đi bên mình thì bị mang tiếng lợi dụng. Cũng có nhiều người bảo người ta đến với chị vì tiền chứ không phải vì tình. Trong kinh doanh thì cứng rắn nhưng có thể yếu đuối trong tình cảm. Câu chuyện của hai vị đại gia không chỉ cho chúng ta thấy bài học về ý chí, quyết tâm và kiên trì, mà còn thấy được một đạo lý sống vô cùng đúng đắn. Mặc dù có người không để lại tài sản cho con thừa kế, có người thì chờ con trưởng thành để con nối nghiệp, nhưng họ đều dẫn dắt và giáo dục cho các con về lễ nghĩa ở đời. Tác giả Hứa Danh Khuê, Triều Nhà Nguyên viết rằng: Phú nhi hảo lễ, Khổng Tử sở hối, vì phú bất nhân, Mạnh Tử sở giới. Ý nói rằng giàu có cũng cần phải giữ gìn lễ nghĩa, đây là điều Khổng Tử răn dạy. Nhân nghĩa đủ đầy giúp tăng phúc phận và tiêu trừ tai họa, lễ nghĩa vẹn toàn sẽ vun đắp cho sự thành công và ngăn ngừa suy bại. Bởi vậy, một cá nhân, một gia đình hay một đất nước muốn duy trì sự hưng thịnh, sung túc lâu dài thì nhất định phải giữ gìn lễ nghĩa, chứ không phải vật chất tầm thường. Bạn nghĩ sao về video hôm nay của câu lạc bộ Tỷ Phú? Hãy để lại những suy nghĩ của bạn trong phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!